Hello các bạn. Các bạn có khỏe không? Mình đang lang thang trên đường phố Sài Gòn, tấp vào một cái quán nhậu tên là Hải Sản 343. Địa chỉ là trên đường số 183, Cao Thắng Nối Dài, phường 12, quận 10. Sài Gòn này vô số các quán nhậu, các quán hải sản, các quán nướng, lẩu. Mình không biết quán này nó ngon như thế nào, mình chỉ hên xui thôi. Mình thấy cái môi trường bên ngoài, xung quanh thì cũng nhiều bàn ghế. Nhưng mà hôm nay là ngày chắc có lẽ thứ hai cho nên thư thớt khách hàng. Mình vào, mình gọi món, mình thưởng thức. Mình sẽ review cho các bạn xem cái địa chỉ bên ngoài ở đường nhé. Các bạn chờ mình chút. Đây các bạn, quán 346 Hải Sản Tươi Sống, 183 Cao Thắng, phường 12, quận 10 các bạn ha. Ở đây thấy toàn là hải sản không, và phục vụ bia Tiger mát mẻ. Đấy, mình chia sẻ với các bạn hải ngoại, các bạn Việt kiều có dịp về thăm quê hương thì hãy ghé tới cái quán này thử thưởng thức tất cả các món hải sản ở đây. Ở đây người ta nướng là tại chỗ cho mình coi luôn các bạn. Cho nên xả ớt nè, đó các bạn thấy không, rồi bếp nấu nướng cá, nướng đồ, rồi ốc hương, rồi mực, cái ống mực mình đang order đó, hồi nãy mình gọi món đó đó thì họ đang nướng tại chỗ cho mình luôn, bếp than hồng chứ không phải là nướng trên bếp ga, cho nên rất là thú vị. Các bạn thấy ốc hương không, đó mình là nướng luôn đó, rất tuyệt vời không đấy, anh đầu bếp đẹp trai này thấy không, quá đẹp trai. Đó, cái món mực đó của mình đó nghe. Rồi đây cũng có mấy cái chú bảo vệ rất là đàng hoàng các bạn. Mình mới hiểu tại sao là người Việt Nam mình là đi làm về là tắm rửa xong rồi vợ chồng rủ nhau đi nhậu ha, hoặc là những anh chàng đi làm ở công ty về là chưa về nhà, nói vợ đi nhậu cái bạn bè cái xã giáo rồi ha, rồi về tới nhà say xỉn luôn. Đây là cái bàn của mình đây, mình đã order đây. Hôm nay là mình nhậu mình luôn, nhậu không say không về các bạn. Một chai bia Tiger bán khoảng độ $1, 24.000 ha các bạn ha. Đây là món ốc nghêu hấp gừng sả. Thêm vào đó thì mình định ăn bún xào hải sản, nhưng mà nó hải sản thì ăn nó sợ nó nhiều chất quá, cho nên mình chơi bún xào chay các bạn, gồm có nấm và đậu hũ để mình giảm bớt lại cái lượng mỡ trong máu ha. Ăn nhiều đồ này quá thì nguy hiểm. Thêm vào cái nữa là hai trứng hộp vịt lộn, tại mình ăn một trứng thì nó không có đã cho nên mình quất luôn hai trứng luôn. Có cái muối tiêu nè các bạn, có muối tiêu ha, rồi có thêm rau răm. Mình đang chờ người ta đưa tới cho mình một cái món mực mực xào, mực nướng xả ớt nữa các bạn, mực nướng xả ớt nữa. Rồi ra như vậy thì cũng ok các bạn. Hôm nay mình cũng mệt cho nên tự thưởng cho mình đi. Đây món mực của mình đã tới rồi. Rồi đây rồi, cũng một thêm cái này chấm nữa các bạn. Rồi, mực nướng xả ớt nè các bạn thấy chưa, ngon ghê chưa. Rồi, thêm một cái gia vị chấm với mực. Ok thì giờ cái bàn này giống mình thôi, tự xử luôn, để chân lên cho nó đẹp mắt để cho các bạn sẽ dòm thấy ha. Không biết mình có ăn hết không nhưng mà mình thích nó dư hơn là thiếu các bạn. Rồi bỏ qua đây, nó dư hơn nó thiếu chứ lúc mà ăn thiếu bực mình lắm. Rồi bỏ ớt vô thì bây giờ là đầy đủ các món rồi. Một mình sẽ ăn hết hai hộp vịt lộn này, ăn hết cái nồi nghêu này, rồi sẽ xử lý hết cái đống mực này, ăn hết cái dĩa bún này, rồi uống hết một chai bia này, xử lý luôn thêm một chai bia nữa. Thì hóa đơn của mình thì nó rất là rẻ các bạn, mình cho các bạn xem cái hóa đơn ta thanh toán đây. Đó đây, bún xào nè các bạn, giá nè, hộp vịt lộn nè, khăn lạnh nè, mực nè, Tiger nè, các bạn thấy không, rất là bình dân. Tổng cộng một mình ăn thì độ lại có độ 450 thôi các bạn, nhưng mà mình bo thêm nữa thì cũng được trên 500 đó. Đây địa chỉ đây ha các bạn, khăn lạnh đây.
Thì các bạn ở hải ngoại về nếu mà có bạn bè thì cứ tới chỗ này, đừng cái tới quận nhất các bạn. Nhậu ở quận nhất đắt đỏ lắm. Nhậu ở quận nhất rất là đắt đỏ mà nó lại không ngon, cho nên các bạn nên tới những cái chỗ này. Nhậu thì giá cả nó bình dân mà đồ ăn thì nó ngon ha các bạn ha. Đấy, cái món này thấy ngon ghê chưa? À, khu viên dáng rộng rãi ha. Anh em rồi nhậu vui ha, cứ người là nhậu nhũ thùng luôn các bạn. Đó, anh em nhậu cả thùng luôn ha. Nhậu cả thùng luôn à. Về nhà là tí lái xe về là ở đây sướng lắm các bạn. Xỉn rồi là đi ráp về thôi. Người ta sẽ đưa về tới nhà luôn. Giờ chút xíu thôi ha, cho miếng muối tiêu vô nè các bạn coi nè, ăn nha, mời các bạn nha. Mặn hồi chị lộn là không quên trong râm nha mọi người. Hồng lộn phải đi chung với bia nha. Nếu mà hồng lộn mà ăn mà uống bia là không ngon. Cái nắp kinh long này rất là lịch sự các bạn. Quay dễ nghèo luôn. Uống heo này ăn với mắm hả? Dạ. À, cái meo này nè các bạn, chấm nè, chấm thuốc luôn, cái mắm này nó mắm rất là đẹp. Các bạn có mình ăn nè. Coi này, coi lịch sự chưa, có đưa cái thau cho nè. Uống thau luôn nha, húp luôn, húp nước luôn nha. Đã quá. Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món này, để coi ngon hay không nha. Rất là cảm ơn em gái đã quay phim giùm cho anh. Đây các bạn, ăn cái này nè. Đây, em quay cái này vô nè. Nè các bạn coi mực mà nướng xả và ớt cái dính cái này luôn các bạn. Chấm vô bên chấm cái này, phải không em? Đúng không? Dạ. Rất là ngon nha các bạn. Bây giờ ha, mình sẽ thử cái món bún nha. Em quay cái bún nè, em coi gia vị có gì nè, các bạn coi cho mọi người biết một chút nè. Bún này ở đây nó có nè, các bạn coi nè, nấm nè, cải nè, nấm nè, cải nè, rồi đậu hũ nè, đó, rồi cà rốt nè, bún nè các bạn. Thấy không, không có thiếu gì đâu ha, rất là ngon, món này ăn rất là ngon. Ủa? Ý em cho anh miếng xì dầu nha. Keo. Nước tương. Cái này cho nước tương không? Xì dầu. Nước tương. Em nói nhà bếp cho anh miếng nước tương cho anh miếng tỏi bằng. Tỏi bằng hẳn ra. Cảm ơn em. Vô nè, cô nhân viên dễ thương. Mời các bạn nha. Thiếu anh chai bia nha. Dạ. Ok, anh cảm ơn em quay nha. Rồi em nhấn lại cái nút đó đi. Mình nhờ cô nhân viên ở đây đó, rất là dễ thương các bạn. Mình nói em quay giùm anh đoạn phim này nha, tại vì anh đi có anh không có ai bên cạnh hết á. Chứ là anh không có mang cái cây để mà dựng đứng để quay. Anh không có chuyên nghiệp. Anh chỉ là cây nhà lá vườn. Nên em đứng em quay giùm anh đi, là tí anh hậu tạ. Dạ, trời ơi, nghe đã gì đâu, nghe sướng gì đâu. Để các bạn ha. Mình rất thích những người Sài Gòn.
thực sự ra về Việt Nam bạn cư xử dễ thương, bạn cư xử đàng hoàng, ai cũng cư xử với bạn đàng hoàng. Cuộc sống trao ra tình yêu thương thì nhận lại được tình yêu thương thôi. Ăn thua do cách cư xử của mình. Cái gì cũng xuất phát từ cái miệng của mình, mà muốn từ cái miệng của mình phải do từ cái tâm của mình trước. Cho nên mình cũng được may mắn là mình đi đâu mình cũng được mọi người thương mến mình. Bởi vì theo quan điểm của mình là mình trao tình yêu thương mến, dễ thương với mọi người thì mọi người sẽ đối xử tốt lại. Có lửa thì mới có khói đúng không các bạn? Dạ, hôm nay này mình phá lệ là quất hai chai bia luôn nha. Hôm nay là phá lệ nha. Ngày mai là ngày cuối cùng mình hoàn tất tất cả các khóa học tại Việt Nam. Ngày mai là ngày thứ ba. Nóng sổ. Các bạn có biết mình ở Việt Nam bao nhiêu ngày chưa? Thực sự ra thì mình đã dành thời gian hai bộ môn khác nhau, một bộ môn 3 tuần và một bộ môn một tuần lễ cấp tốc. Và cuối cùng mình đã ở Việt Nam này cũng gần một tháng rồi. Xa vợ, xa con, một nỗi niềm thật là nhớ nhung. Mình tuần này mình sẽ rời Việt Nam, bay về lại Mỹ. Mình không thể nào mà nói được cái cảm xúc của một người chồng xa vợ và một người cha xa hai đứa con. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung đều kìm nén. Nhưng mà có một điều may mắn là mình đã kết nối camera ở nhà mình. Cho nên con cái của mình đi đâu, làm gì, sinh hoạt ra sao, mình đều thấy. Bé ăn cơm, bé xem tivi, bé ca hát, bé nhảy, con mình học bài thế nào mình đều biết hết. Vợ mình về tới nhà chưa, mình đều quan sát hết, mình biết hết. Cái nơi làm việc của vợ mình, vợ mình đang làm gì, vợ mình đi đâu, mình cũng ở Việt Nam mình cũng biết hết các bạn. Cho nên mình không có một cái gì phải lo lắng mà mình yên tâm. Yên tâm ở đây là mình đều nhìn thấy cuộc sống của vợ mình sinh hoạt. Và vợ chồng mình cũng liên lạc với nhau qua Messenger, Facebook, FaceTime. Cho nên mọi thứ vợ chồng đều cân đối bảo hòa và luôn luôn đem đến cho mình một sự an lòng. Chồng chung thủy với vợ, vợ chung thủy với mình thì chẳng có gì phải sợ. Đồng lòng, vợ chồng đồng lòng, tác biển đồng cũng cạn. Đồng vợ chồng, vợ một chồng, vợ một vợ thì không sợ sida. Quan điểm của mình là vậy, chẳng có gì phải sợ cả. Chẳng ai có thể dụ dỗ được mình. Khi mình đã có một người vợ, mình chung thủy với vợ mình thì chẳng ai dụ dỗ được mình. Bản ngã của mình không bao giờ bị sụp đổ được. Hôm nay thì giữa cái bàn ăn như thế này, không có một người nào bên cạnh, nhưng mà mình cũng hạnh phúc. Hạnh phúc bởi vì là trong tâm tư của mình luôn luôn có hai con và vợ, cho nên mình đã hạnh phúc rồi. Không cần thiết phải mình phải tụ tập ở tất cả các đám bạn ở phía xa đó là mình hạnh phúc. Hạnh phúc khi mà mình để đem niềm cái niềm vui đó cho vợ, sự an tâm tới cho vợ mình. Vợ mình hạnh phúc và vợ mình hạnh phúc. Vợ mình hạnh phúc. Thôi các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này của mình, để chia sẻ về khoảng cách mà mình đã tấp vào một quán nhậu tại Sài Gòn này, chỉ được thắng nối dài. Chúc các bạn một ngày mới bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Giữ gìn sức khỏe nha mọi người. Bye.